Xin cho con hỏi, có phải những vị đệ tử xuất gia được các ngài như Đại Ca Diếp, Xá Lợi Phất, A Nan, Tế Độ sẽ có những đặc tánh giống các ngài không à? Ví dụ như những vị được ngài Ca Diếp, Tế Độ sẽ có đặc tánh là thọ hạnh đầu đà, nghiêm mật như ngài, những vị được ngài A Nan, Tế Độ thì là những vị nhớ lâu đa văn. Giải đáp. Nói như thế này nè, gọi là mây tầng nào thì đi với mây tầng đó, hoặc là nồi nào ấp vung nấy đấy. Còn đối với những cái người mà thấp á, thì người ta lại dùng, trong những cái trường hợp thấp kém người ta lại dùng cái trường dùng cái từ là cá mè một lứa đó. Tức là đó, những cái chúng sanh mà gần với nhau, có những cái khuynh hướng gần với nhau thì sẽ đi chung với nhau. Cho nên ấy, khi chúng ta lựa thầy cũng vậy thôi. Có những vị thầy có những cái hạnh đặc biệt, chúng ta cảm mến cái hạnh của vị thầy ấy và chúng ta đi theo, bởi vì chúng ta cũng có những đặc tính rất là gần với vị ấy, thì chúng ta mới có thể cảm mến cái vị thầy của mình và đi theo, rồi sau đó để làm đệ tử. Ừ. Thì cái chuyện mà cho nên mới dẫn đến cái chuyện là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất là những cái vật tuyệt đỉnh về trí tuệ, tức là những cái vị mà có trí tuệ rất là giỏi, thì chính những vị ấy bị thuyết phục bởi ngài Xá Lợi Phất, bị thu hút bởi ngài Xá Lợi Phất, và các vị ấy cung kính ngưỡng mộ ngài Xá Lợi Phất và muốn xuất gia với ngài Xá Lợi Phất, bởi vì họ giống nhau ở chỗ là cái trí tuệ họ rất là siêu đẳng. Còn có những vị có khả năng thực hành thiền định một cách rất là miên mật, rất là mạnh mẽ đấy, thì những vị ấy lại do cái việc mà dễ dàng thực hành thiền định như vậy, thì các vị ấy lại ưa thích Ngệ Mục Kiền Liên, tức là gần với nhau đó, gần với nhau thì sẽ có khuynh hướng thu hút nhau. Cho nên là đệ tử của Ngệ Mục Kiền Liên thì sẽ là những quý vị rất là giỏi về thần thông. Tương tự như vậy đối với các cái vị đệ tử khác. Nhưng cũng có những trường hợp á, gọi là bị chật chìa, tức là trong tạng luật có những trường hợp những cái vị tỳ kheo đệ tử xuất gia với ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà do không có cùng những cái đặc tánh với ngài Xá Lợi Phất, cho nên là những vị ấy cũng phải tách ra ở riêng và không thể sống chung được. Cho nên là nó có hai trường hợp ha. Thứ nhất á, là mình hợp với nhau, thuận tính với nhau thì mình sẽ đến gần với nhau. Trường hợp thứ hai là nếu như mà mình chỉ đơn thuần mình xuất gia không, mà mình không có hợp với vị thầy đó, là tự nhiên là mình sẽ bị tách chia lìa ra. Cho nên là đừng có nghĩ là cái này nó giống như là người thầy là ban phát cho mình, thì không phải nha, chẳng qua là cái đặc tánh mình giống nhau thì mình sẽ hợp với cái vị thầy đó thôi.